Boss Luxury, khẳng định đẳng cấp thượng lưu. Xin chào những khán giả thân mến của Boss Luxury Channel. Các thương hiệu đồng hồ xa xỉ đã giới thiệu một loạt những mẫu đồng hồ tuyệt vời nhất của mình. Bên cạnh các mẫu đồng hồ phức tạp như Tourbillon, World Timer và Chronograph luôn được các nhà sưu tập thèm muốn, thì những mẫu đồng hồ trang sức được tô điểm bằng kim cương và đá quý cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người yêu đồng hồ. Trong video ngày hôm nay thì Boss Luxury sẽ giới thiệu tới bạn 5 mẫu đồng hồ trang sức lộng lẫy nhất được giới thiệu trong nửa đầu năm 2020. Marlon de Cartier High Jewelry Watch. Lấy ý tưởng để thiết kế một chiếc đồng hồ trông giống như một chiếc áo choàng lệch thanh lịch, Cartier đã tạo ra cỗ máy thời gian tuyệt đẹp mới mang tên Marlon de Cartier. Marlon có nghĩa là sự liên kết, và cái tên này phần nào cũng được thể hiện rõ nét qua vẻ ngoài uốn lượn đầy tinh tế của đồng hồ và sự khéo léo của các nghệ nhân đồng hồ. Được chế tác bằng vàng trắng, vàng vàng và vàng hồng 18 carat, đồng hồ Marlon de Cartier có giá khởi điểm là 25.100 USD, nhưng sẽ chỉ có 20 chiếc được sản xuất và có giá theo yêu cầu. Từ bộ vỏ, núm vặn, mặt số và dây đeo bằng vàng trắng 18 carat được trang trí 301 viên kim cương Brilliant Cut với tổng cộng 4,84 carat, cùng với cả 96 viên đá Sapphire màu xanh lá trên dây đeo. Chiếc mặt số có kích thước nhỏ nhắn 16mm x 17mm. Các viên kim cương được đặt xen kẽ một cách sáng tạo với những viên đá sơn mài màu xanh dương và xanh lá cây. Chiếc Marlon de Cartier này dự kiến sẽ được bán tại các cửa hàng của Cartier vào tháng 9. Dior Grand Siren des Ablis. Tại ngôi nhà của Christian Dior thì tất cả các con đường đều dẫn đến khu vườn huyền thoại, và điều đó được thể hiện rất ấn tượng qua bộ sưu tập đồng hồ mới nhất của hãng. Lấy cảm hứng từ ý tưởng về những chú ong có thể lơ lửng giữa những bông hồng nổi tiếng của Monsieur Dior, thì các nhà chế tác đồng hồ đã tạo ra một loạt 14 chiếc đồng hồ độc đáo. Mỗi chiếc đồng hồ được trang trí một chú ong bằng đá quý trên mặt số. Chiếc Ring des Ablis, hay còn có tên gọi là Queen of Bees, ở đây có giá là lên đến 350.000 USD. Sở hữu bộ máy quad điều khiển bộ hiển thị thời gian ở vị trí 12 giờ. Mặt số đồng hồ được chế tác bằng vàng vàng 18 carat và được tô điểm hoàn toàn bằng kim cương trắng. Mặt đồng hồ nạm kín kim cương hình tuyết có kích thước nhỏ gọn 36mm, được trang trí bằng một con ong được tạo thành từ sự kết hợp của vàng vàng, vàng trắng và vàng hồng. Ngoài ra thì để khiến chú ong trông sinh động và bắt mắt hơn thì kim cương hình tròn, tam giác và pearl cut cũng như xà cừ trắng và vàng cũng được sử dụng khéo léo trên các bộ phận của chú ong. Piaget Lamplight Gala Precious Sapphire Gradient. Piaget đã chế tạo đồng hồ Lamplight Gala từ những năm 1960, đặc biệt sử dụng các loại đá quý như kim cương và đá trang trí để tạo ra những chiếc đồng hồ nữ cao cấp nhất. Trong số những mẫu Lamplight Gala mới nhất thì mẫu đồng hồ có phong cách lấy ý tưởng từ thiết kế mang tính biểu tượng năm 1973 là đặc sắc nhất. Chiếc Lamplight Gala Precious Sapphire Gradient quý giá có kích thước là 32mm, sở hữu vành bezel được đính 20 viên kim cương Brilliant Cut 1,46 carat và 22 viên Sapphire Brilliant Cut màu xanh lam tuyệt đẹp, nặng tổng cộng 4,01 carat. Tất cả các chi tiết rực rỡ này thì được sắp xếp bao quanh mặt số được chạm khắc bằng men xanh tinh tế. Đặc biệt là riêng chiếc dây đeo được khắc bằng kỹ thuật Palace Decor tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng, đòi hỏi tới 8 giờ chế tác đầy kỳ công. Graff Bernier Secret Watch. Trong số những mẫu đồng hồ kim cương của thương hiệu Graff ra mắt vào năm 2020, thì chiếc Graff Bernier Secret Watch thuộc bộ sưu tập đồng hồ và trang sức Bernier mới nhất của hãng. Tác phẩm có 102 này được trang trí tới 380 viên kim cương trắng được cắt tùy chỉnh, nặng tổng cộng là 30,86 carat. Những viên kim cương sáng lấp lánh được xếp lớp để tạo hiệu ứng 3D trên chiếc vòng bằng vàng trắng 18 carat và mặt số kim cương Pave. Chiếc đồng hồ cuối cùng mà Boss Luxury muốn giới thiệu tới bạn là Vacheron Constantin Egeri Moonface Jewelry Timepiece. Điều đặc biệt ở chiếc đồng hồ trang sức Egeri Moonface 37mm của Vacheron Constantin đó là biểu tượng mặt trăng từ xà cừ xuất hiện từ phía sau, những đám mây chế tác từ tinh thể sapphire mờ. Đồng hồ có bộ vỏ bằng vàng trắng 18 carat được tô điểm lộng lẫy với 1.345 viên kim cương với tổng giá trị khoảng 11,95 carat và được trang bị bộ máy tự lên dây cót. Là phiên bản sản xuất giới hạn, tuyệt phẩm này có giá tới 164.000 USD và dự kiến sẽ được bán tại các cửa hàng Vacheron Constantin trong khoảng cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Không biết là bạn cảm thấy như thế nào về những mẫu đồng hồ này? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách là bình luận ở phía bên dưới và đừng quên là like và support Luxury Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!